Cô xin chào các em học sinh lớp 6. Trước khi học bài học hôm nay, cô cùng các em ôn lại nội dung của bài học trước. Câu 1. Em hãy cho biết một mạng máy tính gồm có mấy thành phần chính? Có 3 thành phần chính. Câu 2. Các thành phần chính của thiết bị đó là thiết bị mạng, thiết bị thông minh, phần mềm. Câu 3. Thiết bị nào dưới đây có khả năng gửi và nhận thông tin qua mạng? Đó là TV thông minh. Câu 4. Thiết bị nào sau đây là thiết bị mạng? Câu 5. Phần mềm giúp giao tiếp và truyền thông tin qua mạng. Đó là mạng xã hội. Câu 6. Thiết bị mạng giúp kết nối máy tính với nhau, giúp truyền thông tin từ máy này tới máy tính khác. Câu 7. Cáp xoắn. Sử dụng dòng điện để truyền thông tin. Câu 8. Cáp quang. Thì cáp quang cũng sử dụng tia sáng để truyền thông tin. Câu 9. Modem là thiết bị biến đổi. Biến đổi tín hiệu để truyền qua khoảng cách xa. Câu 10. Switch là thiết bị giúp kết nối máy tính và thiết bị mạng. Và đối với bài 1 trang 26, các máy tính trong mạng truyền thông tin cho nhau thông qua những thiết bị nào? Thì đó là thông qua các thiết bị cáp quang, cáp xoắn, switch, modem. Như vậy là ở bài học trước, các em đã được học về các thành phần của mạng máy tính. Bài học này các em cũng nghiên cứu tiếp về mạng máy tính và tìm hiểu cụ thể hơn mạng có dây và mạng không dây. Mục tiêu của bài học là các em kể tên được các thiết bị cơ bản của mạng có dây, mạng không dây. Cho ví dụ về mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây. Các em cùng tìm hiểu phần một nhỏ mạng có dây. Các em quan sát hình một cho cô và suy nghĩ cho cô mạng có dây là loại mạng sử dụng thiết bị nào để truyền dữ liệu. Mạng có dây là loại mạng sử dụng dây cáp để truyền dữ liệu. Vậy thì nhìn vào hình một này, các em kể tên cho cô những thiết bị của mạng có dây. Thiết bị của mạng có dây gồm cáp mạng, switch. Vậy thì trong thực tế, trường hợp nào sử dụng mạng có dây? Các em suy nghĩ và trả lời. Mạng có dây dùng trong trường hợp cô ví dụ như là khi cần kết nối mạng với máy tính để bàn. Nhưng mà tuy nhiên trong thực tế thì có những trường hợp không thể sử dụng mạng có dây mà phải sử dụng mạng không dây. Các em tìm hiểu tiếp. Phần 2 nhỏ. Mạng không dây. Các em quan sát cho cô hình 2. Các em thấy là
có chiếc điều khiển tivi và một chiếc tivi. Và các em nhìn thấy là chiếc điều khiển này liên lạc với tivi bằng sóng điện tử. Khi người dùng mà thao tác trên cái chiếc điều khiển này thì nó sẽ được truyền tới tivi qua sóng điện tử mà mắt thường các em không nhìn thấy được. Cô có một câu hỏi như sau, các em suy nghĩ và trả lời. Hãy cho biết mỗi thiết bị trong hình 3 truyền thông tin với thiết bị nào sau đây? TV, đài truyền hình, các thiết bị phát sóng, trạm phát sóng, máy tính cá nhân và đài phát thanh. Các em suy nghĩ và trả lời. Các em thấy ở hình A, thiết bị được truyền thông tin với thiết bị đó là TV. Ở hình B, truyền thông tin với thiết bị là đài truyền hình. Hình C, thiết bị truyền thông tin với đài phát thanh. Hình D, thiết bị truyền thông tin với các thiết bị phát sóng. Hình E, thiết bị truyền thông tin với thiết bị phát sóng. Hình G, thiết bị truyền thông tin với trạm phát sóng điện thoại. Hình H, thiết bị truyền thông tin với thiết bị đó là máy tính cá nhân. Các em quan sát cho cô hình 5. Suy nghĩ và trả lời cho cô. Vậy thế nào thì được gọi là mạng không dây? Mạng không dây là loại mạng sử dụng sóng điện từ để truyền thông tin thì được gọi là máy tính không dây hay gọi tắt là mạng không dây. Và trong quy mô nhỏ thì mạng không dây hoạt động trong một phạm vi. Cô ví dụ như một tòa nhà, một cơ quan, một gia đình thì được gọi là Wi-Fi. Và mạng Wi-Fi còn có tên gọi khác đó là mạng LAN không dây. Và nhìn vào hình 5 này, các em biết được thiết bị cơ bản của mạng Wi-Fi là Ashboy. Với các kiến thức mà các em vừa được học, các em suy nghĩ và làm cho cô các bài tập sau. Bài 1, em hãy nêu một trường hợp sử dụng mạng có dây hiệu quả hơn mạng không dây. Các em suy nghĩ và trả lời. Cô gợi ý nè. Cô ví dụ trong trường hợp khi các em xem phim trực tuyến trong một thời tiết mưa to và có gió thì mạng có dây truyền tải nhanh và tốt hơn là mạng không dây. Vì mạng không dây còn bị tác động rất lớn bởi các yếu tố thời tiết hay là vật chắn. Bài 2. Mạng có dây hay mạng không dây là thích hợp để kết nối Internet tới làng bản, khu dân cư ở vùng núi, hải đảo, sa mạc. Vì sao? Các em suy nghĩ và trả lời. Cô gợi ý nè. Mạng không dây thì các em thấy nó có khả năng phục vụ tốt hơn. Và tiện nghi và có lợi thế về chi phí hơn. Và cài đặt hệ thống mạng không dây khá nhanh và dễ dàng, giảm cái việc kéo dây qua các vị trí khó. Và cấu hình mạng không dây thì dễ thay đổi từ các mạng độc lập phù hợp với số nhỏ người dùng tới các mạng có cơ sở hạ tầng.
với hàng nghìn người sử dụng. Nhưng mà dựa vào gợi ý của cô để các em trả lời câu hỏi bài 2. Như vậy là các em vừa học xong nội dung của bài 3. Có hai nội dung chính, đó là mạng có dây và mạng không dây. Thì đối với mạng có dây thì các em thấy thiết bị cơ bản của mạng có dây đó là cáp mạng và quy. Đối với mạng không dây thì thiết bị cơ bản đó là access point. Thì trong bài học này các em cũng nêu được cái ví dụ cụ thể về trường hợp nào sử dụng mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây. Và đây là nội dung chính của bài 3. Các em ghi nội dung chính của bài 3 vào quyển vở để các em hiểu và nhớ bài hơn. Về phần dặn dò, 1 là các em hiểu nội dung của bài học, 2 là các em làm bài tập trên đường link cô sẽ gửi lên trên trang lớphoc.hcm.edu.vn, 3 là các em ghi nội dung chính bài học vào vở.